trí tuệ uyên bác như vậy mà nói chuyện với dân toàn bằng ngôn ngữ của dân thôi. Mà bác không có gia đình nhé, mà bác thấu hiểu như vậy. Bác bảo sao lúc yêu nhau thì ngọt ngào thế, lúc điên tiết lại thội người ta. Bác bênh vực phụ nữ thế đấy các đồng chí. Thế cho nên lại một chuyện nữa, tỉnh Thanh Hóa địa linh nhân kiệt, đất rộng người đông, bao nhiêu tài năng, nhưng có một khuyết điểm lớn là coi thường phụ nữ. Ngay trong cấp ủy không có một nữ tỉnh ủy viên nào. Thế mà bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn dẫn một đoàn chủ chốt ra thăm bác. Bác nhìn cả một lượt không có một nữ nào, bác buồn lắm. Nhưng bác rất cẩn thận, bác không phê bình ngay. Nếu người ta có mà người ta không đi thì làm thế nào? Bác hỏi thăm dò đã. Đấy, các đồng chí nào nghiên cứu về xã hội học này, làm điều tra dư luận xã hội này, học bác cách đặt câu hỏi. Bác bảo là hôm nay đoàn cán bộ tỉnh Thanh ra làm việc với bác, đi có đủ không? Đi đủ tức là không có nữ, còn đi thiếu thì có thể có nữ. Ông bí thư tỉnh ủy thì trả lời như đinh đóng cột, mà là rất thật thà, chứ không hiểu ý tứ của bác. Bảo thưa bác, có mấy khi mà được ra thăm bác, đã ra thăm thì phải bảo nhau đi đủ 100% chứ ạ. Thế là chết rồi. Thế là không có một nữ tỉnh ủy viên nào cả, bác biết rồi. Bác cứ tủm tỉm cười, bác lại đi lại hết cả một lượt thế này. Bác dừng lại đúng đồng chí nam giới diện nhất, bộ com lê sang trọng nhất, đầu bóng mượt, giày da bóng loáng cả, hơn cả bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn. Bác hỏi chú tên gì, thế là kể bác nghe. Có khi bác biết hết rồi bác vẫn cứ hỏi. Bác có một cái điều rất lạ này, người dân bác còn nhớ ngày sinh nhật, huống hồ là lãnh đạo cao cấp của tỉnh bác lại quên được. Bác biết bác cũng coi như không biết. Chú tên gì, thế là kể cho bác nghe. Thế chú được cấp ủy phân công việc gì? Chẳng may cho cái ông này lại phụ trách nông nghiệp các đồng chí. Bảo thưa bác, cháu phụ trách nông nghiệp, bây giờ gọi là nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bác cười, bác bảo hôm nay làm việc xong, bác cho đoàn cán bộ Thanh Hóa về trước, chú ở lại chơi với bác đã, ngày mai đi tát nước sớm với bác. Thế tát nước thế nào được các đồng chí? Ý bác là phê bình, dân còn nghèo, phải thương dân. Chú ăn mặc đỏm dáng thế kia, liệu có vào được với dân không? Cốt là lành lặn, lịch sự, sạch sẽ thôi. Đấy, ý bác là như vậy. Đồng chí bí thư tỉnh ủy rất là nhạy cảm, biết là bác phê bình, đánh chống lảng ngay. Thưa bác, bây giờ xin phép bác để chụp ảnh làm kỷ niệm, chứ mấy khi mà được ra thăm bác. Tưởng bác đồng ý, ai ngờ bác từ tối thẳng thừng. Không, hôm nay nhất định không chụp ảnh. Các chú đi về. Khi nào đào tạo được nữ tỉnh ủy viên, bố trí được cán bộ nữ vào các cương vị lãnh đạo từ tỉnh đến huyện đến xã, báo ngay ra cho bác. Bác sẽ mời ra tất cả để chụp ảnh, còn hôm nay nhất định không. Thế là về hết. Đấy, ta xem. Bác thương cán bộ nữ thế đấy các đồng chí. Hay là đồng chí nào làm về tòa án, làm về viện kiểm sát, tức là ngành tư pháp ấy, thì nhớ là bác cho họp ngành tư pháp rất nhiều lần nhé, để thực hiện cho được cái gọi là quang minh chính đại, dĩ công vi thượng. Bác vào dự hội nghị tòa án ở kháng chiến ấy, vừa mới vào hội trường bác phê bình ngay. Mọi người rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao lại thế. Hóa ra là trong hội trường không có phụ nữ nào cả, toàn nam giới, chánh án thẩm phán thôi. Bác bảo ngành tư pháp sao mà lạc hậu thế, ta cũng chưa hiểu. Hóa ra hiểu là bác phê bình vì không có phụ nữ. Bác chưa nói chuyện gì cả, bác lại cho nghỉ. Bác bảo thôi, các chú nghỉ đã, đi ăn cơm đi. Tối bác nói chuyện, mang một cái đèn bão lên là đủ rồi. Mỗi chú hỏi một câu, bác trả lời hết, đừng hỏi nhiều. Đấy. Mấy đồng chí ở Nam Bộ lần đầu tiên ra được gặp bác, xúc động quá, bảo thưa bác, bác cứ nói chuyện ngay đi ạ, chúng cháu chưa đói. Bác trả lời rất xứ nghệ nhé. Chú này lại lấy cái miệng thay thế cho cái bụng mất rồi. Thế mà.
Thế là đi ăn cơm. Đi ăn cơm thật ra là để bác kiểm tra cấp dưỡng. Đấy. Bác rất ý tứ nhé. Qua bữa cơm mà biết cấp dưỡng phục vụ thế nào. Bác vào nhà bếp thấy các chị em gái, tức là chị làm cấp dưỡng đấy, xúc động quá đứng ngây ra không chào bác, cứ ngắm bác thôi. Đến lúc sực nhớ ra phải chào bác, lại chào theo kiểu quân đội, cháu chào thủ trưởng ạ. Bác bảo sao lại chào bác là thủ trưởng? Bảo thưa bác xúc động quá, run quá. Bác động viên cho, bảo bác chứ ai mà run, cứ bình tĩnh mà nói nào. Thế tên cháu là gì, sẽ kể bác nghe. Thế cháu làm nghề gì? Làm nghề gì tức là việc gì? Ở trong nhà bếp thì làm cấp dưỡng, nhưng mà trong quân đội cứ quen miệng gọi là anh nuôi. Mình là con gái mà, thưa bác cháu là anh nuôi ạ. Bác cười, bác bảo cháu là chị nuôi hay là em nuôi, chứ sao lại là anh nuôi được. Bác chữa lỗi cho đấy. Thế là vào hội trường, ai lại có mỗi một câu hỏi về chuyên môn, còn toàn quay sang hỏi về chuyện riêng của bác cả. Mà toàn cán bộ chủ chốt nhé, từ trẻ đến đứng tuổi các thế hệ mà. Câu hỏi về chuyên môn là hỏi thế này này. Thưa bác, ngành tư pháp phải làm gì để gần dân? Câu hỏi rất là nghiêm chỉnh đúng không ạ? Ngành tư pháp phải làm gì để gần dân? Bác đọc to cho cả hội nghị nghe, bác trả lời. Bác trả lời như đùa vậy các đồng chí, mà hóa ra chân lý. Ngành tư pháp muốn gần dân thì đừng có bao giờ xa dân. Thế thôi. Không xa dân thì sẽ gần dân. Muốn gần dân thì đừng có xa dân. Chân lý nó chỉ có thế thôi mà. Nhiều khi ta cứ bày vẽ ra, nó phức tạp vấn đề lên chứ có cái gì đâu. Chữ nghĩa của bác là người xứ Nghệ chân rất là thâm thúy. Đấy, câu hỏi rất đúng các đồng chí nhé. Lại một câu hỏi khác, rất là tình cảm. Thưa bác, dạo này sức khỏe của bác thế nào? Bác đọc to cho cả lớp nghe. Bác trả lời là muốn biết sức khỏe của bác thế nào, cứ nhìn bác thì biết. Thế đấy là câu trả lời. Câu hỏi lời tiếp theo này. Thưa bác, mỗi bữa bác ăn được mấy bát cơm? Đấy. Bác trả lời là có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, có thế thôi. Câu cuối cùng hỏi như con hỏi cha vậy, rất tình cảm. Thưa bác, hàng ngày bác ăn ở đâu? Ý là ở cơ quan, ở nhà bác, hay là ở hội nghị, hay ở nhà dân? Bác trả lời mà ai cũng ngạc nhiên và buồn cười. Bác ăn ở mồm chứ còn ăn ở đâu nữa? Các ông chí xem nữa. Lãnh tụ mà lời ăn tiếng nói gần dân không có một khoảng cách. Phải như thế các đồng chí. Đấy. Mà nhất là cái lõi của nó là sự chân thành. Phải chân thành. Dân rất nhạy cảm. Dân có thể trình độ hạn chế, nhưng mà cuộc sống mách bảo người ta. Người ta biết ngay ai là người thật, ai là người giả. Ai là người chân thành, ai là người giả dối. Nó biết ngay. Cho nên bác là một hình mẫu là thế đấy các đồng chí. Không có cái gì mà nhân tạo cả. Nó tự nhiên như cuộc đời vậy thôi. Cơm ăn nước uống vậy. Ai lại trước giờ đi Trung Quốc chữa bệnh? Thì bác lại nhận được một cái món quà đặc biệt từ Sơn La đấy các đồng chí. Gửi tặng bác một con nai rất đẹp các đồng chí. Của nông trường Mộc Châu Sông La. Bác mừng lắm, bác bảo đưa vào công viên Bách Thảo nuôi bé nai thật chu đáo để lớn lên xinh đẹp, các cháu thiếu nhi vào chơi phấn khởi hơn, học hành tốt hơn, ngoan hơn. Cái ông cán bộ đi cùng với bác mang con nai vào Bách Thảo, ông đi từ Mộc Châu về, ông bảo bác cái này có chết người không? Ông bảo thịt đi bác ạ, ăn với lá sung ngon lắm. Đúng không? Bác nhăn hết cả mặt mũi lại để tránh nặng lời, tránh mắng mỏ đấy. Ai lại thế bao giờ các đồng chí? Đấy. Bác tinh tế bao nhiêu thì ta cứ lỗ mãng bấy nhiêu. Đúng không? Làm cho bác buồn. Phải học bác cả về văn hóa nữa, văn hóa ứng xử nữa. Còn cái chuyện mà ở núi rừng Việt Bắc, đến tận khi nhà sàn Hà Nội tăng gia của bác là một nhu cầu văn hóa. Còn ta thì cứ mải chơi, đất có không trồng trọt tăng gia. Cái đơn vị đóng quân gần chỗ bác,
lại tổ chức liên hoan, ăn canh cua, canh cá rất ngon. Thế là suýt xoa thèm một quả ớt cay mà không có. Thế là chỉ huy bảo với chiến sĩ là chú mày chịu khó chui sang vườn bác hái ớt, hái cho anh mấy quả ớt. Thế chả nhẽ lại không đi. Chui sang vườn bác hái ớt, chưa được quả nào bác đã xuất hiện rồi các vị. Bác bảo chú làm gì vậy? Bảo thưa bác, chúng cháu ăn liên hoan mà không có ớt, mất cả ngon, bác cho chúng cháu mấy quả ớt. Bác bảo đúng rồi, bác cũng vậy. Bác là người xứ Nghệ rất thích đồ gia vị mà. Có ớt cay ăn nó mới ngon chú ạ. À. Nhưng để bác hái cho, chứ chú biết quả nào cay, quả nào ngon mà hái. Câu này rất hóm hình. Ý tứ của bác là thế này. Các chú đi ăn trộm của bác, đúng không? Chưa xin bác gì cả. Ăn trộm thì vội vội vàng vàng, chứ còn thời gian đâu nữa mà chọn để bác hái cho. Ý là như vậy. Bác biết hết mà. Bác hái cho một nắm ớt chín đỏ, đặt vào lòng bàn tay chúng ta mang về. Bác dặn một câu là mang về mà ăn, nhớ giữ hạt lại mà trồng. Vừa có ớt ăn, vừa đỡ phải đi xin chú à. Thì ta cứ học bác từ cái việc nhỏ như vậy, chứ đừng có kiểu gì cao xa cả đâu. Bác ý tứ lắm đấy. Mỗi một câu nói, mỗi việc làm cứ như một thông điệp gửi chúng ta vậy. Bác đứng đầu đảng và nhà nước, bác đau khổ dằn vặt rất nhiều về cái căn bệnh rất là quái gở này, mà nó lại sinh ra từ khi đảng cầm quyền. Vì có chính quyền, tham nhũng, quan liêu, nó đi liền với nhau như bóng với hình vậy. Bác chữa rất thành công, còn ta thì loay hoay rất vất vả. Bây giờ chúng ta đứng trước một cái nghịch lý, càng chống tham nhũng nó lại càng mạnh, các đồng chí, lại càng tinh vi hơn. Cho nên phải học bác, học bác cả triết lý, học bác cả phương pháp. Có hai câu chuyện cảm động như thế này, mà cái này gắn với xây dựng đảng đấy các đồng chí, vì đảng cầm quyền mà. Một là bác bảo ông Vũ Kỳ, bác định triệu tập hội nghị chính phủ mở rộng. Mở rộng tức là không chỉ có bộ trưởng, mời cả thứ trưởng. Dĩ nhiên thời bác thứ trưởng ít lắm, mỗi bộ chỉ có một thứ trưởng, hai thứ trưởng. Bây giờ ai lại 9-10 thứ trưởng không? 9-10 phó ban ở đảng. Câu chuyện này bây giờ phải suy nghĩ lại đấy các đồng chí. Lenin dặn là thà ít mà tốt mà. Bác cũng thế chứ. Thời ở Việt Bắc ấy, ban chấp hành trung ương đứng đầu là bác mà có 21 người thôi mà. Dĩ nhiên vì bây giờ ít đảng viên. Còn bây giờ đông, đông gì thì đông, chứ cũng không nên quá nhiều. Cho nên cái cơ cấu lãnh đạo cấp cao sắp tới đây đại hội sẽ quyết định. Còn quyết định như thế nào là thẩm quyền của đại hội. Nhưng mà chúng ta làm công tác nghiên cứu cũng phải có trách nhiệm kiến nghị với trung ương. Rồi đây các đồng chí đọc vào các cái dự thảo văn kiện mà tổng kết dưới sự lãnh đạo của đảng đấy, công bố rộng rãi để lấy ý kiến toàn đảng toàn dân. Thì các đồng chí góp vào, trong đó có câu chuyện về phải đột phá từ thể chế, chính sách, cơ chế và động lực là như vậy. Bác chữa thế nào các đồng chí? Bác bảo chú giữ tiền của bác, chú đi mua cho bác thật nhiều bút máy về đây, để trong một cái hộp cắt tông mở nắp ra để trên bàn cho bác. Nhớ hỏi văn phòng triệu tập bao nhiêu người, mua đủ bấy nhiêu bút cho bác, bằng tiền lương của bác. Thế các bạn. Bác bảo bác đến sớm, hội nghị quan trọng bác đến sớm, kê cái bàn chủ trì của bác ra phía ngoài một chút. Bác là người xây dựng kịch bản rất giỏi, nghĩ thế nào nó xảy ra đúng như thế. Quả nhiên cán bộ vào họp toàn cán bộ cao cấp cả, nhìn thấy bác đều chào, thấy bút trên bàn đều hỏi, trăm người hỏi giống nhau như một. Thưa bác, ai biếu bác mà bác lắm bút thế? Thế là vào đúng kịch bản của cụ rồi. Bác cười, bác bảo làm gì có ai biếu bác. Bác mua bằng tiền lương của bác đấy. Chú Kỳ đi mua cho bác. Tí nữa đông đủ bác tặng mỗi cô, mỗi chú một cái bút để làm việc. Bác cho quà từng người một, ai cũng nâng niu quà của bác.
như kỷ vật, rồi như một lẽ phải thông thường, thói quen thông thường, các vị mới lật bút ra để ngắm nghía và xem. Nó đập ngay vào mắt một dòng chữ: bút chống quan liêu tham nhũng. Bác không nói một câu nào, vẫn vui vẻ như không. Chúng ta ngồi cạnh nhau cũng không nói câu nào. Hai im lặng này khác nhau lắm đấy các đồng chí. Đồng chí nào dạy triết học về Hồ Chí Minh nữa, thì xin nhớ là triết học của Hồ Chí Minh mang một đặc trưng nổi bật, đó là triết học vô ngôn. Triết học không có lời, bằng ứng xử, bằng hành vi thôi. Đó là sự thâm thúy kiểu phương Đông. Còn chúng ta im lặng cũng là để suy nghĩ và dằn vặt. Im lặng của bác có giá trị như một lời khuyên, một lời cảnh cáo. Tức là hãy biết cẩn thận, dừng lại đi, dừng lại. Bác biết hết. Đấy. Còn chúng ta là phải dằn vặt trong lòng, một là có không, nếu có thì phải chữa ngay, không có thì phải đề phòng ngăn chặn. Để bác chữa có hiệu quả như vậy, bằng cả sức mạnh đạo đức, bằng cả sức mạnh luật pháp, tức là chế tài, và bằng cả sự gương mẫu, tức là trách nhiệm tiên phong. Chế tài của bác là nghiêm trị, trừng trị tất cả những kẻ bất liêm, bất kể chúng là ai. Bác viết tác phẩm quốc lệnh 10 điều trừng thưởng rất hậu, 10 điều phạt rất nặng. Điều phạt thứ nhất đến điều phạt thứ 10 bác ghi tử hình hết. Các đồng chí đọc vào quốc lệnh của bác thì thấy tử hình hết. Bác tử hình đại tá Trần Dụ Châu tham nhũng. Bác tử hình ông thứ trưởng Bộ Nông nghiệp vì ngoại tình mà giết vợ từ trong kháng chiến. Buông bút xong là bác khóc, thức trắng đêm. Mất người là mất lớn nhất, đau đớn nhất, nhưng dù đau mấy cũng phải chấp nhận để cứu cả chế độ trong sạch. Những chuyện này bây giờ với Đảng và nhà nước ta và với chúng ta đấy là thiết thực lắm đấy các đồng chí. Thế còn chữa tham nhũng, hội nghị chỉnh huấn toàn quân để chuẩn bị cho Điện Biên Phủ, bác chủ trì, toàn cán bộ cao cấp cả, khắp các chiến trường, các mặt trận về họp. Bác bảo mỗi cô chú viết cho bác một bản kiểm thảo, như vừa rồi nghị quyết 4 Trung ương mà ta làm kiểm điểm đấy các đồng chí, kiểm điểm trong toàn Đảng, từ Tổng Bí thư đến Đảng viên thường, vừa làm xong mà còn tiếp tục làm nữa. Bác bảo mỗi cô chú viết cho bác một bản kiểm thảo, ai có tội lỗi khuyết điểm gì phải nói ra hết, trung thực đấy, không được giấu bác, không được giấu tổ chức, giấu Đảng. Nói rõ nguyên nhân hoàn cảnh mắc lỗi và nêu rõ biện pháp sửa chữa và bao giờ thì chữa được. Bác rất thiết thực. Uy tín của bác làm cho tất cả cán bộ đều phải viết kiểm điểm rất là sâu sắc, không ai giấu bác cả. Rất chân thành, ngay cả có lỗi lầm cũng rất chân thành. Bác đọc không sót một bản nào. Và lên hội trường bác nói rất nghiêm. Hôm tổng kết hội nghị mà trong kháng chiến ở núi rừng Việt Bắc, bác bảo các chú đã dũng cảm nhận lỗi thế là tốt, nhưng bây giờ phải kiên quyết sửa chữa ngay, không thì nguy mất. Nguy mất. Từ hồi đó đã vậy rồi. Các đồng chí đọc vào lịch sử Đảng, các đồng chí đừng quên cái chi tiết này các đồng chí. Tại sao năm 1950 bác vào Trung ương chỉ thị ngừng kết nạp Đảng? Năm 50, năm 45 mới có 5.000 đảng viên thôi. Thế mà làm sao từ năm 45 đến năm 50, dù Đảng đã tuyên bố giải tán rồi, mà số lượng đảng viên nó vọt lên đến mức 700.000 người. Từ 5.000 thành 700.000 người. Bác bảo phát triển quá nhanh, quá nóng, làm cho chất lượng không đảm bảo. Cho nên Trung ương quyết định không dừng lại việc phát triển Đảng để chấn chỉnh tình hình đã. Đến năm 54 Điện Biên Phủ lại càng phải chỉnh huấn nó kỹ hơn. Bối cảnh nó là như vậy. Bác còn dạy thế này không chứ này? Với những đảng viên kém quá, tức là yêu tiêu chuẩn thấp đấy, ta do kết nạp ồ ạt mà, tiêu chuẩn kém quá không đạt yêu cầu mà không tiến bộ được, thì nên bình tĩnh
nhé, nên bình tĩnh, khuyên bảo họ để họ tự ý rút lui, tức là tự xin ra. Đấy, rất có lý có tình nhé. Câu sau mới quan trọng này, và vẫn nên đối xử tốt với họ, vẫn nên giữ mối thiện cảm với họ. Đấy, các đồng chí nào chuyên trách về công tác đảng đấy, nếu đọc kỹ Hồ Chí Minh học được rất nhiều điều thì các đồng chí, vì bác là chủ tịch đảng mà. Đấy, thì ta trở lại cái chuyện bác kiểm điểm tham nhũng. Bác nói như vậy trên cả hội trường im lặng, cũng cảm thấy ân hận để bác buồn. Mà hôm chia tay nhau mỗi người về một nơi, chiến tranh thì bom rơi đạn lạc cũng chẳng biết thế nào, nay sống có thể mai chết rồi, chuyện buồn lắm. Thế là các vị nhà mình mới rủ nhau xuống suối tắm, xuống suối tắm rồi chia tay nhau để cho nó hạ hỏa đi mà. Ai ngờ chưa kịp tắm bác đã xuất hiện. Đấy, bác cứ xuất hiện đúng lúc cơ. Bác đi từ trên đèo xuống mà. Ông tướng trẻ, một vị tướng trẻ mới chạy lên để đưa bác đi đường khác. Chỗ này chúng cháu đang tắm, đang chuẩn bị tắm. Bác cười, bác bảo không, bác chủ ý như vậy mà. Bác biết các chú tắm ở đây bác mới xuống, để bác tắm cùng các chú cho vui, rồi tiện thể tiễn các chú về luôn. Bác cởi luôn quần áo tắm dưới suối cùng với chiến sĩ, ai cũng vui, cũng thân tình. Thế là chính cái vị tướng trẻ tuổi đó đi đến gần chỗ bác dưới suối để kỳ lưng cho bác. Bác gầy lắm, nói một câu rất cảm động: bác ơi, bác gầy quá. Bác lại không trả lời gầy hay béo, bác hỏi luôn: chú tham ô mấy vạn? Vừa mới kiểm điểm xong, vị tướng trẻ này cũng rất là hồn nhiên, nói nhỏ vào tai bác: thưa bác, tất cả là 40.000 bốn vạn, tiền tài chính mà. Sau này xuống tiền ngân hàng nó còn có 4.000 hoặc 4 đồng thôi. Không, chuyện to nhỏ không quan trọng, vấn đề đạo đức. Thưa bác, tất cả là 4 vạn. Nhưng mà cái vị tướng trẻ này là oan thôi, trên khai với bác xong thanh minh ngay, bảo: thưa bác bảo khai thì cháu khai thôi, tính ra tiền nó là như vậy, chứ cháu có lấy đâu. Cháu thề với bác cháu không lấy một xu nào, nhưng mà lỗi thì cháu nhận. Bác bảo: bác tin chú, nhưng mà đầu đuôi thế nào phải kể rõ bác mới biết được. Ông mới kể ra là: thưa bác, quân nhu họ nó phát cho cháu rồi. Quân nhu là cán bộ hậu cần đấy các đồng chí. Ngày xưa toàn hiện vật cả mà, chăn màn, quần áo, giày dép, tiêu chuẩn cấp tướng, cấp tá là cái gì đó. Vì từ năm 48 là đã phong hàm sĩ quan cao cấp rồi mà. Mà đại tướng Võ Nguyên Giáp là đầu tiên. Họ phát cho cháu rồi, nhưng mà chắc nó quên, nó không có sổ sách, nó luộm thuộm, nó quên, nó lại phát nữa, thì cháu cũng cầm. Lỗi có thế thôi đấy các ông chí. Cháu cầm nhưng cháu không lấy, cháu cho chiến sĩ của cháu vì họ khổ quá, cái gì cũng thiếu. Thế là người rất tốt bụng ấy. Nhưng mà lỗi thì cháu nhận. Lỗi thứ nhất là đã nhận rồi mà lại lấy nữa. Lỗi thứ hai là cán bộ làm ăn luộm thuộm mà không phê bình cho qua. Lỗi có thế thôi, tính ra tiền nó là thế thôi. Đấy, ta xem dù có mắc lỗi cũng gọi là chân thành, minh bạch, giải trình là thế đấy. Bác cười, bác bảo: bác nghe chú nói bác hiểu rồi, và nhìn vào mắt chú bác tin chú. Bác nói rất lòng thành, bác tin chú. Nhưng nếu chú cho chiến sĩ của chú mà lòng chú ngay thẳng, không tính toán gì, thì bác khen chú là có lòng nhân ái, tức là vô tư. Còn nếu chú nghĩ bụng, đã nghĩ bụng thì một mình chú biết thôi, bác cũng chịu. Chú nghĩ bụng là cho nó cái này, rồi mai sau nó biếu mình cái khác to hơn, thì không tốt đâu. Ai lại cán bộ cao cấp mà bác dạy tỉ mỉ đến như thế đấy các đồng chí, mới thành người được. Mọi người cứ ngước mắt nhìn bác dưới suối. Bác bây giờ mới trả lời. Bác chỉ vào từng người một: chú này 4 vạn, chú kia 4 vạn,
thì bác béo làm sao nổi. Ta xem 70 năm rồi đấy các đồng chí. Những cái câu chuyện như vậy là thấm thía về trách nhiệm, mà sâu xa của trách nhiệm là vì dân chứ không vì cái gì khác cả. Mà chỉ vì dân thì mới trung thực được, vì dân là cái lăng kính, cái thước đo chính xác nhất. Và cũng chỉ vì dân thì mới sống biết hy sinh được. Cái mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp suốt đời làm theo ý bác là dĩ công vi thượng, đặt việc dân việc nước lên trên hết, vì dân chứ không vì mình, nâng niu tất cả chỉ quên mình là như vậy. Trong kháng chiến bác làm việc cả đêm, cán bộ thương bác, cứ xót xa vì bác gầy quá, sợ mắt bác kém, thế là mang cái đèn bão vào để thay cái đèn dầu nhỏ cho bác. Bác lại ngăn lại, bác bảo cất đi, tốn dầu lắm, ánh sáng lọt ra ngoài nhiều máy bay nó lại đến, bác dùng thế này là đủ rồi. Cái đèn dầu nhỏ của bác cứ đánh máy lách cách cả đêm. Thương bác quá, thế là vào nhà bếp xem là có gì để bồi dưỡng cho bác không. Ban ngày thì đã có bát nước cơm cho bác. Ta thấy có khổ không các đồng chí? Đặc quyền đặc lợi của lãnh tụ, hóa ra có mỗi một bát nước cơm, cho thêm nước vào chất ra là bát nước cơm để bác uống. Bây giờ đêm khuya có gì để nấu cho bác không? Tìm mãi được một nắm đỗ đen, lấy ít đường đỏ, nấu được đúng bát chè mang lên bồi dưỡng cho bác. Lúc mang lên lại đúng lúc ông cán bộ giao liên đưa công văn hỏa tốc của chính phủ vừa mới về báo cáo bác. Mà đồng chí cấp dưỡng ấy nghe lời bác rõ mồn một nhé, chú ở lại ăn chè với bác đã rồi hãy về, lấy thìa lấy bát xẻ đôi ra ăn với bác. Đồng chí cấp dưỡng sợ lắm, chỉ lo bạn mình vô ý ăn mất chè của bác, có mỗi một bát chè cho bác thôi, mà không biết làm thế nào cả, vì bác đứng đấy không dặn được. Vội vàng đi xuống cầu thang, ông ấy dậm chân thật mạnh các đồng chí để ra hiệu, ra hiệu là đừng ăn chè của bác nhé. Ai chả biết các đồng chí, ai lại vô ý vậy đâu, nhưng khổ một nỗi không ăn thì bác không ăn. Bác bảo chú ăn đi thì bác mới ăn, bác thương cán bộ mà. Thế và để cho bác ăn thì cùng ăn với bác, vừa ăn mà vừa muốn khóc. Ở đời này không có chỗ nào mà có được tình cảm lãnh tụ với chiến sĩ cảm động đến như vậy. Thế mà mang bát xuống rửa còn bị bạn mắng cho, đã bảo không ăn rồi mà mày còn cứ ăn của bác. Thế là phải thanh minh hết cả hơi đấy các đồng chí. Ta xem ở đời này không có chỗ nào có được những câu chuyện cảm động như vậy. Dù bây giờ không khổ như vậy nữa, nhưng mà cái đạo đức, hy sinh, tình cảm trong sáng của bác thì đúng là một tấm gương mà thế giới họ nghe, họ rất xúc động. Chứ không riêng chúng ta đâu. Bây giờ chúng ta nói tiếp câu chuyện này. Vấn đề đoàn kết trong đảng. Bác đứng đầu đảng, bác biết tình trạng mất đoàn kết là nguy hiểm lắm. Đặc biệt là nếu lại xảy ra ở cấp cao, chúng bác đau khổ lắm, bác chữa bằng được. Bây giờ các đồng chí học cách chữa của bác nhé. Một là gương mẫu, hai là lòng thành thật, thứ ba là nghiêm khắc có lý có tình. Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ thế này: chú Kỳ, chú có biết vì sao ông bà ta hay lên thắp hương trên chùa ngày rằm mùng một không? Nó như cơ chế các đồng chí. Ngày rằm mùng một thắp hương, bây giờ trong rất nhiều gia đình chúng ta cũng thế. Để Đức Phật tha tội cho những lỗi lầm của chúng ta. Cái ngày vọng sóc là như vậy. Bác dặn đồng chí Vũ Kỳ là vậy, trong đảng cũng vậy. Chú nhớ dặn nhà bếp thứ bảy tuần cuối tháng. Đây là quy định của bác đây này. Thứ bảy tuần cuối tháng, dặn nhà bếp làm bánh ngọt cho bác. Làm hai loại, một loại để ăn ngay, một loại để các chú đem về làm quà cho các cô, các cháu. Toàn trong trung ương cả. Bác sẽ mời tất cả các chú đến đây ngồi uống nước, ăn bánh với bác.
Và có gì không phải, không bằng lòng nhau thì nói hết, nói thẳng, nói ngay trước mặt bác đây. Chứ đừng để những chuyện riêng tư cá nhân làm ảnh hưởng đến sức chiến đấu đoàn kết của toàn đảng. Đấy là bác dặn cách chữa mất đoàn kết ở trong cấp chiến lược, cấp trung ương đấy. Chứ còn cơ sở thì nó là chuyện bình thường thôi. Mất đoàn kết ở cấp đầu não mới là điều nguy hiểm nhất. Bác chữa đến như thế đấy các đồng chí. Có lý, có tình. Không phải ngẫu nhiên nghĩ cả một năm rời không chữa một câu nào, cuối cùng đặt bút chữa một câu. Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Bác bổ sung thêm là và có tình, đồng chí thương yêu lẫn nhau. Đấy, đấy là điều trọng trách của người đứng đầu đảng. Bác nói đảng là trong sạch, là đạo đức, là văn minh. Bác viết 12 điều xây dựng đảng chân chính cách mạng trong sửa đổi lối làm việc. Tất cả có 456 từ thôi, mà nó hiện lên thành cả một học thuyết về đảng cầm quyền, thành một chủ thuyết về đảng cầm quyền. Bây giờ đảng ta đang dày công nghiên cứu và khai thác. Bác sợ chúng ta làm không đúng, làm không hết. Bác còn dặn thêm là muốn cho đảng thật vững bền, 12 điều ấy chớ quên điều nào. Cho nên rất nhiều chi bộ có sáng kiến là trước khi họp đem 12 điều đó ra đọc lại cho cả chi bộ cùng nghe. Hay là nhiều đảng bộ đọc lại di chúc của bác, cái đoạn viết về đảng cầm quyền ấy. Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Thì sâu sắc vô cùng. 3 tháng trước khi mất, bác gửi thư cho quê hương, tức là tỉnh ủy Nghệ An. Ta có ngờ đâu, tuy về Nghệ An rất ít, chỉ có 2 lần thôi, vào năm 1957 và 1961, nhưng để bù lại, bác gửi cho Nghệ An rất nhiều thư của bác, thư và điện. Bức thư cuối cùng đó là ngày mùng 1 tháng 6, trước khi mất 3 tháng. Bác gửi thư cho thầy và trò trường tiểu học Vĩnh Niệm dưới Hải Phòng, và gửi thư cho cán bộ đảng viên đồng bào quê nhà, tức là tỉnh Nghệ An. Bức thư vẻn vẹn có 3 dòng đấy các đồng chí, mà là 3 ý vô cùng lớn. Bây giờ hóa ra không riêng cho Nghệ An mà cho cả nước. Thứ nhất, không được để dân bị đói, tất cả chỉ vì dân. Thứ hai, không được để các cháu thất học. Thứ ba, không được để xảy ra mất đoàn kết từ chi bộ ở thôn làng đến cơ quan lãnh đạo của tỉnh ủy. Đâu có riêng cho Nghệ An mà cho tất cả toàn đảng trong toàn quốc của chúng ta. Đấy, thì ta mới thấm thía cái điều là cả đời bác dằn vặt lo toan cho đảng, cho dân như thế nào. Bây giờ chúng tôi kể các đồng chí nghe câu chuyện về bác từ chối huân chương. Bác sang Liên Xô chữa bệnh, bác trả lại cả tiền mà Liên Xô tặng bác, tiền rúp, toàn tiền rúp vàng. Đồng chí nào học ở Nga thì đều biết, chỉ cần 5 copec thôi, xuống metro đi, là đi vòng quanh cả thủ đô. Mà người ta tặng bác 5.000 rúp vàng, bác trả lại hết. Đấy. Bác từ chối huân chương, chính là huân chương Lenin. Bác bảo đây là phần thưởng cho cả dân tộc tôi, không phải của riêng tôi. Cho nên tôi xin hoãn lại, đợi khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, tôi đi thăm để cảm ơn và thay mặt nhân dân đón nhận phần thưởng cao quý đó cho dân tộc Việt Nam chúng tôi, chứ không riêng của bác. Còn Quốc hội trao tặng bác huân chương sao vàng là huân chương lớn nhất của nước ta. Bác phát biểu trên diễn đàn Quốc hội rất cảm động. Bác bảo tấm huân chương này chỉ nên tặng một người thôi, đó là bác Tôn, người An Giang, sau này thay bác làm chủ tịch nước, hơn bác 3 tuổi, mà là ủy viên trung ương, và là người túc trực ngày đêm bên quan tài thi hài bác những ngày tang lễ đấy.
Bác bảo tặng cho bác Tôn. Bác Tôn là đại diện cho cả miền Nam. Miền Nam đầu sóng ngọn gió, đi trước về sau, thành đồng tổ quốc. Tức là các đồng chí trong này bác thương lắm. Chúng ta phải xứng đáng với bác. Bác còn nói tiếp này. Với bác tự thấy mình chưa xứng đáng. Vĩ đại như bác mà bác đánh giá là chưa xứng đáng. Thì các bạn trẻ mới vào đời, lập thân, lập nghiệp, chưa có nhiều thành tích, chưa được thưởng huân chương cũng đừng có thắc mắc gì. Bác mà còn thế cơ mà. Bác bảo là bác chịu trách nhiệm với cách mạng miền Nam. Bác chịu trách nhiệm với đồng bào miền Nam. Cho nên bác đề nghị Quốc hội hoãn lại. Đợi khi nào miền Nam hoàn toàn giải phóng, đồng bào miền Nam thay mặt cả nước gắn huân chương cho bác cũng chưa muộn. Rồi bác đi, bác có kịp nhận rồi. Và cái câu này này, miền Nam luôn luôn ở trong trái tim tôi. Một câu nói từ lòng mà nói ra, chân thật đấy. Ta phải hiểu cho bác rất nhiều ý nhé. Bao nhiêu năm nay ta chỉ nghĩ bác nói về đồng bào miền Nam thì đó là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng miền Nam trong trái tim tôi còn có cả một chút riêng tư của bác nữa. Phải hiểu cho bác điều đó. Miền Nam là có Huế, nơi mẹ bác nằm xuống, rồi sau này đưa phần mộ về quê hương, bác không có mặt. Các đồng chí vào Huế hẳn còn nguyên cái ngôi nhà mẹ bác ở và nơi mà làm tang lễ, nơi mà mẹ chết gục trên cái khung cửi để thắp hương tưởng niệm người mẹ Việt Nam đã sinh thành cho đất nước một người con vĩ đại là bác. Miền Nam là Huế chứ. Cho nên lúc lâm chung, bác bảo hát cho bác nghe cả câu hò Huế lẫn hò xứ Nghệ là thế đấy. Hai nữa là miền Nam còn có bến cảng Nhà Rồng, nơi 21 tuổi đầu bác ra đi. Lúc trở về là 51 tuổi, lúc cách mạng tháng 8 thành công 55 tuổi, là chủ tịch nước chính thức 56 tuổi và 70 tuổi bác lãnh đạo đại hội đảng lần thứ 3, đại hội cuối cùng mà bác dự được. Đấy, miền Nam còn là Huế, còn là cảng Nhà Rồng. Cảng Nhà Rồng còn gắn với Út Huệ của bác nữa chứ. Miền Nam còn có Dục Thanh Phan Thiết, rất gần chúng ta có đúng không? Dục Thanh Phan Thiết, nơi bác dạy học. Dù dạy rất ngắn thôi, nhưng bác là một nhà giáo dục lỗi lạc. Đồng chí nào là nhà giáo hoặc vốn là nhà giáo thì cũng có một niềm an ủi đặc biệt. Có trong đời một người bạn đồng nghiệp vĩ đại là bác, và được vinh dự làm đồng nghiệp nhỏ tuổi của bác, học trò của bác. Ta có ngờ đâu bác chỉ dạy mỗi môn thể dục thôi mà bác nói về giáo dục đâu vào đấy. Mỗi cấp bác chỉ nói một dòng. Còn bây giờ Bộ Giáo dục liên tục sản xuất chỉ thị với mệnh lệnh, đúng không? Lúc nào cũng thử nghiệm, dối như canh hẹ các đồng chí, đúng không? Thì ta phải học bác đấy. Mà giáo dục như thế nào đấy là cả dân tộc phải chịu đựng đấy. Dân tộc chịu đựng đến một mức nào đó đấy, mà không chịu đựng được đấy thì sụp đổ. Suy thoái về đạo đức, suy thoái về giáo dục là những điều suy thoái nguy hiểm nhất của sự phát triển bền vững. Cho nên phải chấn hưng đạo đức, chấn hưng giáo dục, hãy học bác. Tôi đọc để các ông chí nghe này. Bác nói là dạy mẫu giáo, tức là mầm non đấy, dạy mẫu giáo tuổi thơ, cốt nhất là giữ mãi tuổi hồn nhiên cho các cháu. Một câu thôi, đấy là triết lý. Đừng có dạy nó giọng người lớn, đừng có làm nó già trước tuổi. Vô hình chung là dạy cho các cháu nói dối, rồi lớn lên vào đời sẽ thành một kẻ cơ hội. Nguy hiểm lắm đấy các đồng chí. Giữ mãi tuổi hồn nhiên cho các cháu. Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, học hành là ngoan, có thế thôi. Dạy tiểu học này, tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 ấy,
Bộ trưởng vừa mới ra lệnh là cấm thi tuyển sinh lớp 6 này. Cả xã hội đang hoang mang cả. Chưa biết thế nào. Tiểu học, bác nói là cốt nhất là dạy các đức tính để làm người. Đạo đức là gốc. Cho nên bác để lại 5 điều bác dạy thiếu nhi, không có nhiều nhặn gì. Dạy đạo đức. Dạy trung học. Trung học tức là cả cấp 2, cấp 3, cả cơ sở lẫn phổ thông. Cốt nhất là dạy kiến thức cơ bản. Học xong sẽ đi làm thợ được ngay. Làm thợ các đồng chí nhé. Ta hiểu bác nhầm hay là ta cứ cố ý nhầm. Ta đào tạo kiểu gì toàn đua nhau làm thầy cả. Tức là thành một cơ cấu lệch lạc. Xã hội nhiều thầy ít thợ. Thợ giỏi bàn tay vàng mất dần đi. Thợ thầy cũng không có thầy giỏi. Thầy thì nhiều mà không có thầy giỏi. Đại học mở ra như nấm sau cơn mưa là một thứ hội chứng như hiện nay. Các đồng chí ra Hà Nội, từ Hà Nội đi về Phủ Lý 50 cây sẽ thấy sừng sững đại học Hà Hoa Tiên mênh mông trời đất mà không có sinh viên. Mà toàn tranh giành sinh viên lúc tuyển sinh với nhau 12 điểm đã coi là thủ khoa rồi. Thì lấy đâu ra chất lượng các đồng chí? Đấy. Bác dạy là làm thợ được ngay thì mới giàu có được. Rồi tiếp tục học lên. Tiếp tục học lên để thành người có tri thức và học tập suốt đời. Xây dựng xã hội học tập. Đại học này, đại học bác cũng chỉ nói một câu thôi. Đại học là để đào tạo chuyên gia nên phải dạy theo phong cách nghiên cứu. Tỉnh ta có rất nhiều trường đại học ở của trung ương đóng ở đây, cao đẳng của địa phương, phải dạy để đào tạo chuyên gia. Và vì là chuyên gia cho nên phải dạy theo phong cách nghiên cứu. Ta đặt câu hỏi là thế tại sao bác dạy rất ngắn? Bác lại chỉ dạy mỗi môn thể dục. Mà bác nói về giáo dục hiện đại như vậy, đừng quên là bác ở nước ngoài 30 năm. Bác thâu thái tri thức của cả loài người. Tầm mắt của bác là tầm mắt đại dương, sâu sắc nhạy cảm đến mức mà mọi người thì vô cùng tự hào. Nhưng mà những cái người mà không ưa bác ấy thì rất là kỳ thị, làm khổ bác. Stalin là một ví dụ. Ông ta nghe bác đọc tham luận mà ông ta trịch thượng đến thế này nhé. Ông ta bảo là Nguyễn Ái Quốc đúng là một tài năng, nhưng phải bớt sắc sảo đi và bớt gay gắt đi, vì bác phê bình. Đấy, ông ta dị ứng với bác suốt từ hồi đó, cho nên mãi đến 1950 mới miễn cưỡng công nhận Việt Nam. Mà bác cũng phải dùng chữ nhẫn, bởi vì cần đến vũ khí của Liên Xô rồi hậu cần của Trung Quốc để đánh thắng xâm lược. Đời bác chưa bao giờ được hưởng một chút nào sung sướng cả, mà lo toàn lo việc lớn như thế. Thì những chuyện như vậy cho ta biết thêm một phần phẩm chất nhân cách của bác. Nhân cái chuyện kể về Liên Xô và Stalin ấy, tôi nói các đồng chí cái chi tiết này. Bác đi thăm ông ta bí mật qua Trung Quốc. Liên Xô đón bác có đón theo nghi lễ ngoại giao là nguyên thủ quốc gia đâu. Họ lấy lý do là vì chưa có công nhận ngoại giao chính thức. Bác bảo được, cho qua. Tiếp trong phòng làm việc của ông ta. Ông ta là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô sau khi Lenin mất. Ông ta là Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô, đại nguyên soái. Con người này rất tài năng, nhưng cũng rất chuyên chế độc tài. Cái lịch sử Xô Viết bi kịch ở chỗ đó đấy. Bi kịch đến mức mà Lenin phải miễn cưỡng trả lời Bộ Chính trị như thế này. Đồng chí Stalin làm Tổng Bí thư cũng được, nhưng với hai điều kiện. Một là trung thực hơn nữa. Hai là lễ độ hơn nữa. Hai cái khuyết điểm chết người đấy các đồng chí. Cho nên khi đã là Tổng Bí thư rồi và Lenin ốm nặng sắp mất rồi đấy, Lenin lại trực tiếp có điện cho Trung ương và Bộ Chính trị, nói rằng là hãy tìm cách đưa đồng chí Stalin ra khỏi cương vị Tổng Bí thư càng nhanh càng tốt.
Lịch sử Xô Viết như thế đấy các đồng chí nhé. Các đồng chí về mở tập 55 của Lenin ra mà đọc thì có hết. Đúng không? Ta mới thấy được rất rõ là tại sao cuộc đời Bác đấy đấu tranh bảo vệ chân lý, đấu tranh cho lẽ phải, nhiều khi phải cay đắng vô cùng và biết hy sinh. Một con người như vậy tiếp Bác rất là khệnh khạng. Ông ta cho kê hai cái ghế rời nhau thế này, mà ông ta là người Trung Á, nói tiếng Nga còn chưa sõi. Bác nói tiếng Nga như người Nga vậy chứ. Ông ta nói là ghế này của địa chủ phong kiến tư sản này, ghế này là của công nông này, anh ngồi ghế nào đây để tôi tiếp anh nào. Thấy là phê bình Bác về giai cấp, vì Bác dương cao ngọn cờ dân tộc mà. Đấy, Bác biết chứ. Bác tươi cười như không, kéo hai cái ghế liền nhau, Bác ngồi đúng giữa. Đấy, đấy là thông điệp của Bác đấy. Ông ta không ngờ Bác có bản lĩnh như vậy, chứ không dám trịch thượng nữa. Và ông ta đấu dịu ngay. Bác biết là thế là thuận lợi rồi. Và Bác là người rất bao dung, họ cho qua những chuyện tầm thường. Bác với tay lấy trên họa báo trên bàn ông ta, một cuốn họa báo Nga rất đẹp, ảnh màu có cô gái Nga. Bác thì cần gì tờ họa báo đó đâu. Bác vẫn lật qua Bác xem. Xem xong Bác nói một câu này: đồng chí có tờ họa báo rất đẹp, tôi muốn xin đồng chí làm kỷ niệm, và xin đồng chí một chữ ký làm kỷ niệm. Bác mới chỉ hỏi xin thôi, ông ta chưa trả lời, Bác kết luận luôn: xin đồng chí chữ ký làm kỷ niệm. Thế chả nhẽ lại không cho. Họa báo thì Bác không cần, chữ ký của ông ta thì cần. Nó như một lời thừa nhận. Thế là ông ta đành miễn cưỡng ký tặng Bác. Bác cảm ơn. Bác cẩn thận như thế mà vẫn bị mất cắp không chứ? Nó lại lấy mất. Nó lại bằng biện pháp nghiệp vụ lấy mất cơm. Đấy. Để các đồng chí hiểu là từng nhỏ, từ việc nhỏ đến việc lớn, Bác ứng xử như thế nào. Tại sao Bác để cho chúng ta một câu là dĩ bất biến, ứng vạn biến. Tại sao Bác dặn là biến đại sự thành tiểu sự, biến tiểu sự thành vô sự. Đây là cẩm nang ứng xử của chúng ta, của đảng ta với Trung Quốc hiện nay, và với cả thế giới hiện nay nữa, mà bắt đầu từ tấm gương của Bác. Cho nên có kể về Bác bao nhiêu cũng vẫn là không đủ. Ta còn có cả một cuộc đời để tìm hiểu, yêu thương, để học tập làm theo Bác. Và cái điều mà chúng ta không bao giờ quên là những giây phút cuối cùng Bác vẫn nghĩ về dân, về đảng, về nước, về chúng ta. Tại sao mà trong phòng bệnh của Bác lại treo bản đồ chiến sự, mà luôn luôn có người của Bộ Tổng Tư lệnh ở đó để thuyết minh cho Bác. Lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh dậy Bác hỏi chiến trường miền Nam hôm nay thắng ở đâu, rồi Bác lại ngất đi. Hôm đó đang thắng ở Bình Đồng Xoài, Bình Giã đấy các đồng chí. Sửa cho Bác, cái ngôi nhà Bác ở không ở nhà sàn nữa, ở cái ngôi nhà ngoài nó có cái biển đây là nhà 67, cái hầm tránh bom cho Bác đấy, chỉ ở 21 ngày trước khi mất. Do bệnh quá nặng, đau tim quá nặng, bác sĩ đề nghị Bác không được leo cầu thang nữa, thì Bác mới đành xuống ở đó, ở 21 ngày rồi đi. Lúc tỉnh lúc mê. Câu hỏi thứ hai lúc tỉnh dậy: đê vỡ có nhiều không? Có sơ tán kịp dân đi không? Nông dân ấy, đặc biệt nông dân Thái Bình là Bác thương lắm. Bác về toàn vào lúc lũ lụt cả. Thế mà lúc tỉnh ủy mời Bác lên xe để về, sợ Bác bị cảm lạnh, làm cơm để Bác dùng, Bác nói một câu mà ai cũng sửng sốt: đi thăm tỉnh lụt mà còn ăn uống gì nữa? Chú nào ăn thì ăn bánh mì, cơm nắm Bác mang đây, còn Bác không ăn được đâu. Lần thăm Thái Bình cuối cùng cũng chỉ vì câu chuyện nông dân. Bác dặn hết mọi nhẽ với tỉnh ủy xong, đồng chí bí thư tỉnh ủy mang quà tặng Bác, thay mặt lãnh đạo tỉnh, một túi gạo tẻ, một túi gạo nếp. Tỉnh nghèo lắm có thế thôi. Bác bảo gạo này ngon lắm, là đặc sản đây,
Bác lấy tiền trả đúng thời bao cấp mấy cân gạo. Đồng chí bí thư tỉnh ủy rất là hồn nhiên trong sáng, không hiểu ý bác, ngăn tay bác lại, không cho bác trả tiền. Nói một câu rất thật lòng mà chúng ta cũng nói như vậy. Sao bác lại trả tiền? Bác đừng làm vậy. Quà của tỉnh ủy biếu bác có đáng là bao? Cốt là tấm lòng của anh em, bác nhận cho anh em vui thôi. Bác nói lại mà ta giật mình. Bác bảo các chú ở tỉnh ủy mà cũng làm được gạo à? Bác tưởng các chú cả đời chỉ ăn gạo của dân thôi chứ. Bác trả tiền đâu có trả cho các chú, bác trả cho dân. Các chú không nhận cho bác, cứ giục bác mang gạo về thì có khác gì xui bác tham ô. Đấy cũng là những thông điệp, những triết lý kiểu Hồ Chí Minh mà dạy cho muôn đời sau, cho mọi nơi, mọi chỗ, không riêng gì cho một nhân vật cụ thể nào. Câu cuối cùng bác dành cho các cháu. Sắp đến ngày khai giảng rồi, sách vở trường lớp chuẩn bị cho các cháu đến đâu rồi? Bác nâng niu tất cả chỉ quên mình mà. Lời di chúc gửi êm bên gối, quên nỗi mình đau để nhớ chung. Bản di chúc này có cả cảm giác về bệnh mà có cả linh cảm về mệnh. Ở đời có thể chữa được bệnh, không ai vượt qua mệnh cả. Bác cũng nằm trong trường hợp này. Ba lần viết, ba lần sửa khác nhau. Lần thứ nhất, ai mà đoán biết được tôi còn sống để phục vụ đồng bào, phục vụ nhân dân, tổ quốc được mấy tháng, mấy năm nữa. Bác tưởng bác đi ngay lúc 75 tuổi. Đến năm 68, bác 78 tuổi rồi bác chữa lại. Ai mà đoán biết được tôi còn sống để phục vụ tổ quốc và đồng bào được mấy năm, mấy tháng nữa. Ngược lại với mấy tháng, mấy năm. Năm 69, sau cái chết đột ngột của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người bác rất thương yêu, tên cũng bác đặt cho, bác cũng phong một lần lên thẳng đại tướng như đồng chí Võ Nguyên Giáp thôi. Mà bác đi đưa tang về, bác ký lặng lệnh tặng thưởng, truy tặng huân chương Hồ Chí Minh hạng nhất, duy nhất chỉ có một người và một lần thôi, hạng nhất. Năm nay Đại tướng Nguyễn Chí Thanh còn ấy, là 101 tuổi. Thủ tướng Phạm Văn Đồng mà còn năm nay là 109 tuổi. Những học trò của bác, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì chúng ta đã nói rồi, năm nay là 105 tuổi. Mà Đại tướng mất lúc 103 tuổi. Lúc mất cũng chỉ Đại tướng thôi, vì Đại tướng suốt từ lúc 37 tuổi đến khi mất là như vậy. Thế thì bác dặn dò tất cả mọi nhẽ như thế. Năm 69 đau tim rất nặng, bác không thể đi được về vùng đá trông K9 để chữa di chúc nữa, đành phải chữa trong nhà sàn. Cái bản chữa này xin các đồng chí đọc thật kỹ nhé, bản cuối cùng mà. Không còn tháng, không còn năm, chỉ còn giây phút thôi. Không còn cả sự sống nữa, chỉ còn có lời phục vụ thôi. Chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ tổ quốc và nhân dân được lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Chẳng biết tôi còn phục vụ được bao lâu nữa. Thế thôi. Riêng cái năm 69 ấy, hôm chữa di chúc lại trùng với hôm họp Trung ương. Mà Trung ương thời chiến tranh họp từ 5 giờ sáng. Bác nhìn đồng hồ thấy 9 giờ sáng là giờ thiêng của bác. Bác bảo các đồng chí Trung ương nghỉ giải lao. Giải lao xong chú Ba Duẩn chủ trì thay cho bác. Bác phải về nhà có chút việc. Không ai biết cả, chỉ có hai người, ông Vũ Kỳ và ông Lê Duẩn biết. Viết chữ di chúc. Còn chúng ta mãi sau khi bác mất, đảng công bố mới biết một đoạn. Còn trong đổi mới mới biết được toàn bộ di chúc. Là sự thật ngày giờ mất của bác. Bản di chúc thiêng liêng là như vậy. Hai nữa này, các đồng chí nhớ, trong di chúc có hai định nghĩa quan trọng.
mà nếu ta đọc thoáng qua ta không để ý đâu. Một là định nghĩa về chủ nghĩa xã hội, hai là định nghĩa về đổi mới. Đọc thoáng qua ta không để ý, phải nghiền ngẫm cơ. Định nghĩa chủ nghĩa xã hội là câu cuối cùng ấy. Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân đoàn kết một lòng, xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào cách mạng thế giới. Đấy là định nghĩa về chủ nghĩa xã hội mà bây giờ đảng ta ghi vào cương lĩnh. Đảng ta coi là đặc trưng tổng quát của chủ nghĩa xã hội, là lời của Bác. Còn định nghĩa về đổi mới nằm ở đâu? Nằm chính ở cái bản thảo Bác chữa nhiều nhất, đó là năm 68. Năm 68 là năm Mậu Thân, năm tổng tiến công. Bác nói là theo ý tôi, giải phóng miền Nam xong, việc đầu tiên là phải chỉnh đốn lại đảng. Đảng, chính phủ phải có kế hoạch từ trước, chủ động, sáng suốt, đúng đắn để tránh rơi vào bị động, thiếu sót và sai lầm. Đây là một cuộc chiến đấu khổng lồ giữa cái tốt tươi mới mẻ với cái xấu xa hư hỏng lỗi thời. Đấy là định nghĩa về đổi mới đấy. Cho nên tác phẩm của Bác 1000 từ thôi mà đau đáu từ trong tim, từ trong trí não suốt bao nhiêu năm để tổng kết cả một cuộc đời, một sự nghiệp, một dân tộc và một thời đại, như Thủ tướng nói. Và khi Bác mất ý, có những câu chuyện mà đến bây giờ 46 năm ta mới được biết. Đó là tại sao mà khi tỉnh dậy, mắt Bác nhìn không rõ. Bác cứ nhìn loáng thoáng thấy một màu trắng ở phía dưới chân giường, chân Bác. Các bác sĩ, y tá, hộ lý mặc blue trắng đến phục vụ Bác. Bác hỏi đồng chí Vũ Kỳ là các cháu từ đâu đến, mà không ai trả lời được, chỉ khóc. Ông Vũ Kỳ phải giải thích là thưa bác, đây là các thầy thuốc, bác sĩ, y tá, hộ lý trung ương đều từ quân đội sang cái bệnh viện quân đội 108 ấy, để chăm sóc bác, xin bác yên lòng. Bác bảo chú chỉ làm phiền các cháu thôi. Bác sợ các cháu còn nhỏ, ít kinh nghiệm, không giữ được xúc động, nói ra ngoài bác ốm nặng thì dân tình sẽ lo lắng. Cho nên di chúc bác ghi là tuyệt đối bí mật. Một bên là mừng sinh nhật 75 tuổi. Lạ thế đấy. Viết di chúc mà lại vui, viết di chúc mà lại bí mật, mà lại coi là bức thư thôi. Thế là ông Vũ Kỳ phải nói thêm là bác yên tâm đi, các cháu được dặn dò chu đáo rồi, tuyệt đối không cháu nào nói ra ngoài đâu ạ. Sức khỏe của lãnh tụ, nhất là phương Đông này này, được xếp vào hàng bí mật quốc gia tuyệt mật đấy các đồng chí nhé. Đấy. Bác hiểu điều đó chứ. Bác bảo là sao phòng bác không có hoa tươi. Ông Vũ Kỳ giật mình, một người sắp đi đến nơi rồi mà không quên một sắc hương. Thế là sai cảnh vệ chạy ùa ra ngoài nhà sàn, ngắt những bông hồng, bông huệ vào cắm lọ cho bác. Bác ngăn tay lại, đừng cắm hoa vào lọ. Bác hỏi hoa có phải để cho bác đâu, để bác có hoa tặng cho các cháu gái. Các cháu gái thì tặng hoa, các cháu trai thì tặng thuốc lá, thói quen của bác. Thế là một người con gái 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp ở quân y ra, chị Ngô Thị Oanh, bây giờ đã là một bà lão rồi vì bác mất nửa thế kỷ nay rồi, được cử đến để chăm sóc bác, là lấy từng cốc nước viên thuốc cho bác uống hàng ngày, rồi sau đó là xoa tay cho bác vì tay bác cứ lạnh dần mà tay bác cứ co quắp lại, vuốt thẳng ra. Ngày trước đấy, bàn tay của bác trong thơ Tố Hữu nhé, bàn tay con nắm tay cha, bàn tay bác ấm vào da vào lòng. Bây giờ cứ lạnh dần, xoa cho bác nóng lại. Chị mới thấy móng tay của bác dài rồi, nằm trên giường 21 ngày liền. Tại sao trước lúc đi bác lại hướng mắt về ông Vũ Kỳ,
người tiểu đồng 24 năm của bác. Bác nhìn trìu mến rất lâu. Ông Vũ Kỳ hiểu ý bác, chạy đến đầu giường bác và ông quỳ xuống. Ông quỳ xuống để ngang tầm với gối nằm của bác. Và bác nhòm lên, hôn vào trán Vũ Kỳ rất lâu, rồi bác tắt thở. Đấy là tất cả những gì chúng ta được biết đến ngày hôm nay. Tang lễ bác là đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Các đồng chí trong này thương bác vô cùng chứ. Nhiều chiến sĩ lạc đơn vị trước khi mất còn kịp viết trên khắc trên cây bằng cái đinh ấy, hai tiếng bác ơi rồi ngã xuống. Nhiều chiến sĩ của chúng ta trong này trèo rừng đội suối ra Hà Nội dự lễ tang bác, chưa kịp đến đã hy sinh. Và trong này biết bao nhiêu nơi làm thờ cho bác, tưởng niệm bác ngay dưới làn súng của quân thù. Tất cả những điều đó chúng ta đều chứng kiến cả. Cái mảnh tang bác nửa đỏ nửa đen trên ngực này. Lúc bác đi đấy, ở Việt Nam có một hiện tượng thần đồng thơ ca là em nhỏ Trần Đăng Khoa 10 tuổi, người đầu tiên có thơ khóc bác. Chứ lại không phải là Tố Hữu đâu. Tố Hữu đau tim rất nặng. Theo lời khuyên của bác đi bệnh viện chữa bệnh, có ngờ đâu chưa kịp ra viện bác đã đi rồi. Cho nên mùng 6 viếng bác mới chạy về, vừa khóc vừa viết bài bác ơi. Chiều nay con chạy về thăm bác, ướt lạnh vườn rau mấy gốc dừa. Trái bưởi kia vàng ngọt với ai, thơm cho ai nữa hỡi hoa nhài. Còn đâu bóng bác in hôm sớm, quanh mặt hồ in mây trắng bay. Rồi cái chuông của nhà bác, chuông ơi chuông nhỏ còn reo nữa, phòng lặng rèm buông tắt ánh đèn, đẫm nước mắt. Thì tang lễ bác diễn ra trong tình cảnh đó. Nhiều em nhỏ khóc thét lên dù chưa một lần biết bác. Nhiều cụ già bưng bát cơm trên tay, nghe đài phát thanh đọc trong nước mắt bác Hồ qua đời mà buông cả bát xuống. Trên nước mắt khóc bác là cả nước, và có thể nói là cả thế giới. Ở đời này không bao giờ có một con người như vậy, mà có thể lấy là ở trong một tình thương yêu của cả dân tộc và nhân loại, bác Hồ sống mãi trong lòng dân và trong trái tim nhân loại là thế đấy. Và yêu bác thì lòng ta trong sáng hơn là thế đấy. Tang lễ bác xong, ta cứ tưởng rằng nỗi đau nó sẽ lắng sâu xuống. Ai ngờ đâu nó lại bùng lên dữ dội. Vì đã đến lúc chúng ta chứng kiến việc bác đi rất xa. Điều này đến hôm nay mới cho phép kể lại với nhau. Đảng ta và Đảng Cộng sản Liên Xô đã thỏa thuận với nhau. Chính phủ ta và chính phủ Xô Viết đã ký với nhau một nghị định thư bí mật chính giữa những ngày đẫm nước mắt đó. Một là Liên Xô làm hết mọi việc lo quốc tang cho bác trong hình thức tốt nhất có thể có. Thứ hai, Việt Nam đồng ý với đề nghị của Liên Xô, tang lễ xong đưa bác về Liên Xô. Vì như thế mới bảo vệ được. Nước mình xứ nhiệt đới, lăng chưa có, chuyên gia chưa đào tạo. Chiến tranh ác liệt như vậy, thì đấy là phương án tốt nhất lúc bấy giờ. Rồi sau này đón bác về. Ta có ngờ đâu, không ai có thể cầm được nước mắt khi phải chứng kiến đưa bác đi xa như thế. Cho nên cứ tất cả đề nghị Trung ương giữ bác lại. Mà các đồng chí Liên Xô cũng đau đớn cùng chúng ta. Họ vô cùng ngưỡng mộ bác. Họ bay ngay về nước để báo tin, để mang sang dung dịch, thiết bị y tế, các loại xe chở thi hải bác qua mọi địa hình địa vật. Chúng ta ngàn đời biết ơn Liên Xô và nhân dân Nga bây giờ các đồng chí. Cái chuyện mà bác trả lại 5.000 rúp trước khi về nước ấy, bây giờ cũng mới công bố đấy. Bác đi với ông Vũ Kỳ, chữa bệnh xong, hôm sau về nước, văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô mời ông Vũ Kỳ đến, đưa một phong bì lớn. Trong đó nói rõ tặng bác 4.000 rúp, ông Vũ Kỳ thư ký của bác 1.000 rúp, ông Vũ Kỳ về trình bác. Bác cười,
Bác bảo lấy giấy bút cho bác. Bác viết thư cảm ơn bằng tiếng Nga. Ở đây tôi và đồng chí Vũ Kỳ được chăm sóc chu đáo, không thiếu một thứ gì. Cho nên chúng tôi không tiêu gì đến số tiền này. Xin các đồng chí vui lòng nhận lại với lời biết ơn sâu sắc của chúng tôi. Đấy, bác làm gương cho chúng ta như thế đấy nhé. Đấy. Các đồng chí biết là trong nghiên cứu đấy, đã từng có đề xuất dự án với Trung ương là tổ chức giáo dục liêm sỉ ở trong đảng để dạy chống tham nhũng. Thứ hai là kiểm soát tất cả các chuyến đi nước ngoài của quan chức để thu hồi xung công tất cả quà biếu, quà tặng. Mà đã làm được đâu. Còn bác là như thế đấy các đồng chí. Cho nên các đồng chí Xô Viết cảm động về bác mà đồng ý như vậy. Và Hà Nội cứ nửa đêm 12 giờ đêm vắng lặng, chỉ có tiếng báo động cầm canh thôi. Một đoàn xe rời quảng trường Ba Đình và Bộ Chính trị đứng hai bên tiễn bác đi trong nước mắt. Đi rất chậm về phía sân Tây Ba Vì, ta gọi là đá trông K9 để bảo vệ bác. Ta có ngờ đâu chưa đưa được bao nhiêu, lại có lệnh hỏa tốc của Trung ương đưa bác quay về ngay để tìm phương án khác. Vì ta lại sợ rằng Mỹ nó săn lùng tù binh Mỹ, nó sẽ đánh lại sân Tây Ba Vì thì rất nguy hiểm. Để tìm được phương án an toàn nhất cho bác, và cứ thế cho đến khi nước nhà thống nhất có lăng cho bác rồi, giải phóng trong miền Nam, đưa bác vào trong lăng, chọn cuộc đời bác có ngủ yên đâu. Nay bác ngủ chúng con canh giấc ngủ, thì thi hài bác 6 lần di chuyển. Đấy, chúng ta biết như thế để ta thương yêu bác hơn, và yêu bác lòng ta trong sáng hơn. Ngay cả bản di chúc này, xin các đồng chí, nhất là các bạn trẻ nhé, nhất là các nhà giáo, học thuộc lòng. Có 1.000 từ thôi mà, có 1.000 từ thôi, ta sẽ hiểu được điều này này. Di chúc bác viết cho ta đâu phải cho người. Bác sợ bác đi rồi ta sẽ lạnh, sợ ta quên, sợ lòng ta lơ đễnh. Bác gửi vào ta trọn vẹn niềm tin. Còn như người, người đã hóa hương sen, trở lại cái làng sen vạn thuở, làng sen quê bác. Và hoa sen cũng là quốc hoa của dân tộc Việt Nam, và con người bác là bông hoa và là tên người đẹp nhất của trái đất này. Cho nên học bác, làm theo bác, ta có một động lực tinh thần mãnh liệt như vậy. Tôi xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí.